Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây cũng như quay trở lại với nhà vườn Thanh Nhàn ha chú. Cũng rất cảm ơn quý cô chú luôn ủng hộ cho nhà vườn ha. Hôm nay thì em Nhàn tiếp tục về để phục vụ quý cô chú nhiều cây mới đẹp nha. Có nguyên lô hồng ngọc mai nữa quý cô chú, rất là đẹp luôn á, bonsai ha. Đó. Này bán cặp. Rồi trang cam, một số cây trang đó, phía xa đó còn nhiều lắm. Trang cam, trang vàng, trang đỏ. Có hôm nay đặc biệt có mấy cái phô trang cam mini rất là dễ thương, sam trái nữa. Thì mời quý chú gặp lại em Nhàn. Rồi anh chào Nhàn ha. Chào anh Khánh à, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì nay cũng cuối tuần ha, cũng chúc sức khỏe cô chú anh chị mình ha. Chúc cô chú anh chị mình có ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình ha. Thì hôm nay shop cũng về một số mặt hàng qua kiện để bàn để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Về cây có hoa ấm tàn cũng có, cây phôi cũng có, cây đang nuôi dưỡng cũng có luôn cô chú anh chị ha. Chú anh chị thích thì ủng hộ shop, xin cảm ơn ha. Mời cô chú anh chị vào xem chi tiết clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị ơi. Thì đầu tiên mình giới thiệu một số cây sâm trái ha. Sâm trái bonsai. Cái mã số 1 ha, sâm trái bonsai hàng chậu sống khỏe nè. Rễ nó ra dài luôn cô chú anh chị, chơi thứ này yên tâm ha. Nó phôi nhiều khi mình về mình thần bị hao này kia, còn cây này là chất lượng luôn, về thay chậu ha. Thì cũng điểm được nước dây cô chú anh chị mình có nghệ thuật hơn thì về mình có thể mình cắt mình sửa mình làm lại theo ý thích ha cô chú anh chị. Đó, cây hôm nay mã số hôm nay là mã số hôm bữa ép à, bữa nay là mã G cô chú anh chị ơi, G1 ha. Rồi là một cây sam núi trái, sam trái đây, hoành ngay đây là mình kể 15 nha cô chú anh chị ơi. Để cũng lên sổ đẹp ha, dáng bay. Thì chiều cao mình đo này mình tính 20 thôi, nó cỡ 30 nhưng mình tính 20 thôi ha cô chú anh chị ạ. Tán ngang thì nó là 30. Rồi, cây cũng điểm ấm mịn ha. Rồi, cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k là bao gồm phí ship ha cô chú anh chị ạ. Shop mình giao lưu là bao ship bao sống cho cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó, chỉ nhận cây và trả 400 ngàn thôi, không phát sinh phí gì thêm. Ví dụ shipper có lấy tiền thêm gì thì cô chú anh chị liên hệ với shop giùm ha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình ví dụ như có bình luận mà chốt cây trên YouTube á, thì cô chú anh chị nhớ để lại số điện thoại giùm cô chú anh chị để shop mình chủ động liên hệ với cô chú ha. Dạ. Nhiều cô chú anh chị chốt cây không có để lại số điện thoại, chỉ bình luận chốt thôi thì nhà vườn không có liên lạc được với cô chú anh chị ha. Đâu biết ai đâu liên lạc. Số 2 rồi, cây này hoành là 13 cô chú anh chị ha. Dạ. Chiều cao này cũng kể là 20 thôi, full tán như vậy là 36. Cây này thân nó lắc lượng đẹp ha cô chú anh chị, để đấm cũng rất là ok ha. Đây, nó lắc lượng nè. Mình cũng định hình nước dây gì đó cô chú anh chị, mình về cắt rút lại người ta ý thích ha, làm sơ cho cây nó dễ nhìn thôi. Rồi thì cây mã số 2, mã số 2 này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k G2 ha cô chú anh chị ạ. Xanh núi trái ha, 400 thôi em ha, 400 mini dễ thương cô chú anh chị, đã bán thôi cũng 400 mà. Rồi phôi chưa chắc gì nó sống khỏe hả cô chú anh chị, còn hàng sống khỏe này thì chất lượng rồi đó, đổi luôn em ha, đổi cây luôn. Hôm nay nhiều mặt hàng lắm quý cô chú ơi, hàng mới có cũng có ha, G3 ha cô chú anh chị ơi, hừng ấm thì cũng có hết luôn, cũng cây sống khỏe. Cây này nó cũng rất là ok, đặc biệt cái cây này cái đế nó rất là whip ha cô chú anh chị ơi. Rồi cái cây này khi mà cô chú anh chị mình về thay cái chậu nó nâng đế nó lên, thay cây vô chậu trồng lúc phôi với cô chú anh chị nên mình trồng hơi sâu. Giờ cô chú anh chị về thay cái chậu cái nâng đế lên, hoành là 15 cô chú anh chị ạ. 15 chiều cao là 19, tàn là 40. Cây đế rất là whip ha, đế nó dường như là 24 giờ luôn đó cô chú anh chị. Cam lá nhỏ rồi 500 ngàn ha cô chú anh chị ạ. Cái này giao lưu là 500k ha, bao phí ship cho cô chú anh chị. Rồi về cô chú anh chị mình nuôi thêm ha, cắt dịch nuôi thêm cho nó đặc tàn của chú anh chị, sam trái mình càng nuôi nó càng đẹp, lên san hô thì nó rất là đẹp. Rồi, rồi mã G3 xin đổi cây luôn, tiếp luôn em ha. Dạ, tiếp theo mã G4 thì lên cây trăng đỏ của chú anh chị, trăng đỏ đang hoa ha, đỏ đang hoa tàn tròn do xè đều hết trơn ha chú. Rồi quanh là 16 cm ha cô chú anh chị, chiều cao là 20, phun tán ngang là 30 cô chú anh chị ạ. Cây đang hoa ha, cây này cô chú anh chị chơi hết đợt hoa xong mình cắt rút vô ha cô chú anh chị ạ.
cắt rút vô rất là đẹp luôn. Dạ, rồi. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha, bao phí ship toàn quốc luôn. 500, có cây bonsai mã là G4, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ chơi. Càng đỏ ha. Càng đỏ. Xin đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp theo mã G5 ha cô chú anh chị, trang vàng lá nhỏ ha. Đây này vành, vành nó là 15 cô chú anh chị, đế nó đều ha, chiều cao là 24 rồi cô chú anh chị, quân tán ngang cũng 24 luôn, trang vàng lá nhỏ ha cô chú anh chị. Đây này giao lưu cô chú anh chị mình là 400k, bao phí ship toàn quốc ha, giá cũng rất là yêu thương cô chú anh chị. G5, G5 đổi cây luôn. Yeah. Sáu luôn. Một cây chân đỏ đẹp nữa. Cây chân đỏ đẹp nữa. Cái này đế cũng dễ thương lắm nha. Để đây. Quanh là 16 nha cô chú anh chị. Rồi đế là 42. Chiều cao là 20 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 24. G6 ha, giao lưu cô chú anh chị mình là 500k, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Cây này về mình thay chỗ gớm đẹp là chơi được cô chú anh chị, có hoa ngắm luôn. G6. Dạ. Rồi, mua bông trang rồi kiếm em nhàn nha cô chú. Rất là nhiều cây cho mình lựa chọn luôn, đủ các màu hết trơn. Rồi, tiếp theo là mã G7 cô chú anh chị. G7. Cây sen ha. Dạ, cây sen, cây nhỏ, cầm tay dễ chơi mà cô chú. Cũng có hoa luôn rồi cô chú anh chị. Hoành là 15 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 17. Khuôn tán ngang là 27 ha cô chú anh chị. Cây thuần chậu sống thả ha cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị mình 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Giá yêu thương luôn cô chú anh chị. Cây này bán rẻ cho cô chú anh chị về chơi luôn. Cây này mình cây nhà 300 thôi em ha. 300 ngàn. Hôm nay bán giá yêu thương luôn cho chú. Dạ. Xin lỗi cây. Thay cái chậu gốm nhỏ nhỏ đẹp là chơi thôi. Rồi tiếp theo là cây G8 ha cô chú anh chị. Cũng là trang sen luôn. Dạ. Cũng nhỏ gọn luôn chứ. Rồi cây này hoành là 16 ha cô chú anh chị. Cao là 15. Tàn là 21 ha cô chú anh chị. Cây này vô luôn 300 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang sen cũng rất là khỏe ha. Về cô chú anh chị mình thay chậu là chơi ha. Tàn cũng ấm mịn nè cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây lên cô chú anh chị. Rồi tiếp theo G9 là mình lên một số trang vàng ha cô chú anh chị. Trang vàng thần chậu sống khỏe ha cô chú anh chị. Đây là mầm rất là khỏe luôn, gà chín ha. Dạ. Hôm nay mình sẽ bán cái giá yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn ha. Còn một số cây mình bán. Cây này hoành là 23 ha cô chú anh chị. Rồi, mình là chiều cao là 13. Đón lô mới ha cô chú. Đó. Bán cho nó hết mình về lô mới luôn cô chú anh chị. Rồi cây này giao luôn cô chú anh chị mình là 400k ha. 400 thôi em hả? 400k, tao cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. To đẹp ha cô chú. Dạ, chín. Rồi chín. Còn vài cây cô chú. Cây luôn. Cô chú anh chị mình nếu như mà xem clip á, mình thấy không rõ, mình kết bạn Zalo, mình xem lại cây nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã G10 nha cô chú anh chị. Dạ, G10. Mà rất là khỏe ha cô chú anh chị. Cây này về lọc chi là nuôi rồi rồi cô chú anh chị. Mầm khỏe, đầu sống an toàn rồi. Rồi cây này hoành là 25cm ha cô chú anh chị, tại vị trí này ha. Nguyên cái bệ luôn em ạ. Dừa cuốn rất là tốt, bệ đế đẹp luôn cô chú anh chị. Cao là 15cm ha, dừa rất là mạnh cô chú anh chị. Cây này thì xin vô lưu là 450 ngàn cô chú anh chị. Giá hôm nay là có hạ so với những ngày trước ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, G10 cô chú anh chị. 450 ngàn, bao phí ship toàn quốc nha. Rồi cây mới về nhiều cho nên mình cây cũ mình cũng có giảm chút đỉnh em ha. Rồi, xin cây. Tiếp tục luôn vậy ha. Rồi, tiếp theo G11 nha cô chú anh chị.
Đó, trời, cây này nó phúng đều hết trơn chú ha. Rất là mạnh. Rất là mạnh của chú anh chị á. Cái mầm với nhựa nó cuốn là thấy rất là khỏe. Cái này hoành là 27cm thôi của chú anh chị. Dạ, 27. Chú anh chị mình về lọc chi theo ý thích ha. Cao là 18, để đế đẹp luôn á của chú anh chị. Giờ là 11 ha. Giao lưu của chú anh chị mình chỉ có 500k thôi. 500k bao phí ship tận vườn cho cô chú anh chị luôn, là sở hữu ngay một thoi trang vàng bự chà bá luôn cô chú anh chị. Giờ 11 rồi, bự chà bá luôn. Xin đổi cây cô chú anh chị. 12, cái này sung hơn cây kia luôn, mạnh hơn nữa, cũng rất là to em ha. Dạ, cây này rất là to cô chú anh chị, quanh là cũng lớn. Quá to luôn. Rồi đế này là 50 của chú anh chị, dữ lắm cái bệ đế của chú anh chị. Mấy cây này nữa mình chơi cây phom vàng lớn rất là đẹp. Cao là 17cm nha của chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ nha của chú anh chị. Cây này giao lưu của chú anh chị mình 550.000 ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, trang vàng lá nhỏ nha của chú anh chị. Giờ 12, đổi cây. Tiếp tục giúp anh luôn. Và tiếp theo là gà 13 cho chú anh chị nha. 13. Cái này những cái dách đế nó trải ra rất là đẹp. Nó đẹp luôn cho chú anh chị. Lùng lực tàn đa ha. Hoành tại vị trí này cũng 28cm thôi cho chú anh chị. Dạ. Nồi đế này 50 luôn cho chú anh chị. Đế quá bự luôn. Cao là 15cm. Giờ 13. Giữa cuốn rất là đẹp ha. Cây rất là mạnh luôn cô chú anh chị. 550.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi, đổi luôn giúp anh ha. Vàng lá nhỏ. Rồi, tiếp theo là mã G14 cô chú anh chị nha. Cô trang vàng nữa nha cô chú, to nữa. Cây này hoành là 28cm nha cô chú anh chị. Cao là 16cm nha. Bề đế cũng nở đẹp luôn cô chú anh chị. Giờ 14 ha. Dạ. Yeah. Quá to cô chú anh chị. Giao lưu 600k nha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc. Trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Giờ 600. 600k. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là G15 của chú anh chị, cũng là một thôi nha, trang vàng nữa nha. Đó đã của chú anh chị, tàng đa lùng lực không à. Cái cây này về nuôi rất là nhanh chơi cho chú anh chị. Dạ. Sống khỏe hết rồi. Bảo sống bao ship cho cô chú anh chị ha. Khi mình đi mình đóng thùng mốt rất là kỹ nên cô chú không có sợ mà cây nó bị đậm rễ đậm gì hết ha. Hoành là 26 của chú anh chị. Cuốn rất khỏe luôn. Cao là 14cm ha, trang vàng. Hàng lùng lực đế đẹp nè của chú anh chị. Mình trồng mình lắp đế cho nó cây nó khỏe ha. Đó, 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Giờ 15, trang vàng. 500 rồi em ha. Đó, đổi cây luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo mã G16 đó cô chú anh chị, trang đỏ lá nhỏ nha. Cây cũng thường chậu sống khỏe hết ha cô chú anh chị. Cây này về là nuôi là chơi thôi. Vài tháng nữa là lạp tàn rồi. Hoành 18 ha cô chú anh chị. Nồi đế là 35. Chiều cao là 15cm ha cô chú anh chị. Thường sống khỏe luôn. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 300k ha. 300k bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cái này mà cô chú anh chị mình có chốt gặp đơn nhiều cây thì mình có giảm giá thêm cho cô chú anh chị ha. Mình giao lưu là bao phí ship nha cô chú anh chị. 300 thôi mà. Dạ. Hôm nay cũng trang đỏ cũng khuyến mãi luôn đó, chú ơi. Mãi luôn. À, giá luôn cô chú anh chị. Hôm nay thì sắp vô dây được luôn. Đây là về vô dây được luôn. Cho chi cả nó ra nắng được em ha, cho dạ, nó già đi là được rồi. Đang ngoài nắng luôn. Cây này sống khỏe lắm rồi. Đang ngoài nắng cốt chi cũng rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Cây này về mình cắt sơ lại cốt chi đẹp lắm cô chú anh chị. Hiển lên lựa cành lại.
G17 nha cô chú anh chị. Đây là hoành là 18 cm cô chú anh chị. Rồi đế là 40. Chiều cao là 18 cm nha cô chú anh chị. Quá xá luôn. Rồi. Luôn. Giao luôn với cô chú anh chị 350.000 thôi. 350k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. G17 nha cô chú anh chị. 350.000. Tiếp theo là G18 của chú anh chị. Cây này cũng sống khỏe ha. Cây có độ thấp thân của chú anh chị. Mình thích tông cao cao thì gốc cây này của chú anh chị. Còn là 17 cm thôi của chú anh chị. Chiều cao là 20. Thân này khoảng 7-8 cm thôi cho chú anh chị à. Đấy cũng nồm đẹp ha. Dạ. Cây này giao lưu của chú anh chị mình cũng 300k thôi, bao phí ship toàn quốc luôn. G18 300. Cô chú anh chị hợp nhãn mình chốt mã số của chú anh chị à. Số điện thoại của shop mình 0853 138 138 ha. Giao lưu luôn. Rồi tiếp theo là mã G19 ha cô chú anh chị. Cái này quá sung luôn, nó ra mức rượt luôn. Một cốt ha. Rồi, cây này hoành cũng 18 cm luôn cô chú anh chị. Rồi đế là 35. Cao 18 cm ha. Rồi. Cây này đưa mình cũng mình lọc ghi theo ý thích của cô chú anh chị mình luôn cô chú anh chị ơi. Mầm nó ra là dư hết ha. Về mình lọc lại mình nuôi nha cô chú anh chị. Cho nó mau mập chi ha. Rồi G19 này cho luôn là 300k luôn cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc ha. Rồi. Xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là G20 ha cô chú anh chị ơi. Cây này rất là đẹp nè cô chú anh chị. To mà cốt cành nó khéo luôn cô chú anh chị ơi. Đây, có cành bay nữa ha, này để mình lợp vô đây luôn. Có cốt chi sẵn ha. Rồi hoành là 20 cm ha cô chú anh chị tại vị trí này ha. Còn cái cũ nó là 33 cô chú anh chị, cũ đặt 33, cao là 18 cm ha. Đó, có form rất là đẹp này cô chú anh chị, form cành ha, chỉnh cây ha cô chú anh chị. Rồi. Phía sau có cành phong, cành lắp mặt đầy đủ hết, chỉnh cho một cây bonsai ha. Giao lưu cô chú anh chị mình là 400k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. G20, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là G21 ha cô chú anh chị, cũng là một cây cành đỏ nữa ha. Cành rất là đẹp nè cô chú anh chị, rất là khéo cây ha. Chung cây mình lựa nó cũng vô form nhưng mình dễ sửa cô chú anh chị ha. Hoành là 19 cm, chiều cao là 17 cm ha cô chú anh chị. Mã G21 trang đỏ lá nhỏ 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 300 thôi em ha. Hôm nay đỏ cũng dễ chơi ha chú. Giá đổi cây 300k là có cái đẹp. Tiếp tục luôn em ha. Tiếp theo là G22 của chú anh chị. G22 hoành ra đây là 17 cm của chú anh chị. Rồi đế là 32, chiều cao là 18, trăng đỏ lá nhỏ ha. Mã G22 cốt đế đẹp, cốt cành đều luôn cô chú anh chị ha. Này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. G22 nha cô chú anh chị. Rồi cây luôn. Rồi tiếp theo G23 là mình lên một số trang cam ha. Đây trang cam mình lấy cái mặt bông cho cô chú anh chị mình xem đây, cam lá nhỏ ha cô chú anh chị. Rồi, mặt bông rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Con cam thì nó đậm hơn vàng ha. Đây. Vàng thì nó hơi lạ. Cam hay cô chú? Cam, cam. Cam lá nhỏ. Cam lá nhỏ. Rồi cây này hoành tại vị trí cổ rễ là 17 nè cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 12. Cành bay này nó được là 13. Đây có dáng nghiêng, có cành bay cũng rất duyên dáng nha cô chú anh chị. Này mình này cũng yêu thương lắm cô chú anh chị ơi. Cây này giao lưu là 300k thôi, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. 300 thôi em ha. Dạ, 300k. Trang cam. Cam lá nhỏ. Này mình cũng mới có nhà ha. Mới bứng về luôn à. Mới vừa cắt xong là lên clip luôn. Trước giờ vàng đỏ sen. Vàng đỏ không à.
Dạ có cam ha cô chú anh chị. Có cam luôn. Có màu cam thì ủng hộ cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi 300k mã R23. Đổi luôn em ha. Đổi cây cô chú anh chị. Trang thì mình chơi nhiều màu đẹp quá cô chú. Dạ. Màu nào cũng được. Theo mã R24 thôi cô chú. Cây này nói chung là đế rất là đẹp đó cô chú anh chị. Đế này đã sắp lên một cái mô đất á, trồng là đế sắp không cô chú anh chị ạ. Giờ mình xịt ra ha, xịt ra đế nó lòi ra ha, mình mới làm sơ sơ thôi. Cây này hoành là 16 ha cô chú anh chị ạ. Cao tổng nó là 18 ha. Cây này rút lùng lực cũng rất là đẹp đó cô chú anh chị. Nó ngắn xuống thôi ha. Mình để cho cô chú anh chị về cắt lại theo ý thích ha cô chú anh chị. Cắt hết không có cái để cô chú anh chị cắt ha. Rồi giao lưu cũng 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, tiếp em ha. Rồi 24. Lô mới luôn em cô chú. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo G25 cô chú anh chị ha. Cây này cũng đẹp luôn nè cô chú anh chị, cột cành đều ha. Rồi. Cây này hoành nó là 17 cm ha cô chú anh chị, thải chỉ này đây ha. Chiều cao là 15 cm nha. Bệ đế nó có hết trơn nè cô chú anh chị. Dách đế ha, tại cây bên mình là cây sắp đế không cô chú anh chị ha. Giờ 25 cũng là 300k luôn cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi, đổi cây luôn cô chú anh chị ha. Tiếp theo là mã G26 ha cô chú anh chị. Cây này bệ đế cũng rất là đẹp. Dòng này thì nó không có lớn bằng dạ. Trang vàng đồ em ha. Chưa có cây già nữa. Chưa có cây già ha. Rồi. Trước giờ cũng ít người trồng. Cây này hoành 15 ha cô chú anh chị. Dạ. Trang cam nha cô chú. Cao là 17 ha. Bệ đế cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 250.000 ha cô chú anh chị. Rồi có người kêu gọi là cam cà rốt. Dạ. Yeah. Cái màu đó là nó cũng giống như cái màu vàng hường ha. À. Rồi. Rồi xin đổi cây. Đổi cho banh luôn. Rồi, tiếp theo là mã G27 của chú anh chị. Mini gọn gàng hết quá chú. Chú anh chị nào mà thích chơi bonsai mini mấy cây này về mình rút đế ha, có một loại nô mini rất là đẹp, hoành cũng là 15 ha cô chú anh chị, cao là 17 cm ha, trang cam, giao lưu 250.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, rồi tiếp tục luôn. Đợi cây lên cô chú anh chị. Chơi đúng lùng lực luôn nè em ha, cắt lại lùng lực rất là đẹp luôn, để có luôn ha. Cắt lại theo ý thích ha. Giờ 26 cái cây này là đế đẹp hết của chú anh chị, sắp đế không à, tại vì mình chưa có màu gì hết. Cô chú anh chị về cứ vũ màu đất ha. Hoành là 16 ha cô chú anh chị, cao là 15, trang cam của chú anh chị. Rồi, cây này cũng giao lưu là 250.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Giờ 26 thôi cho tôi chị. Rồi. Rồi cây lên. Giờ 27 cho tôi chị. 27. Cái này nhỏ nhưng mà có đế hết nha. Đế đều lắm cho anh chị. Hàng mini, bonsai mini. Rồi hoành là 14 cm nha cho tôi chị. Chiều cao là 14. Giao lưu của chú anh chị 250.000 ha. Hoành nhỏ nhưng mà đế rất là đẹp của chú anh chị, có cành đều ha, mình cắt mình chơi bonsai mini rất là đẹp ha. Chú anh chị mình về xịt nửa màu đất sạch rồi mình rút đế mình vô chậu của chú anh chị ha. Mã G27 250.000 đổi cây. Rồi G28 này mình lên 2 cây luôn đi cô chú anh chị ha. Cặp này nhỏ cặp. Nhỏ mình lên 2 cây luôn ha. Nhỏ nhưng mà đế đặc tướng như thế, đế đẹp. Đây. Và nó nhỏ nhưng mà đế chất lượng của chú anh chị. Rồi 28 là một cặp trang cam, lá nhỏ. Này chậu gì, quanh này là 14 thôi cô chú anh chị. Quanh bên đây là
mình cũng 14 luôn cô chú anh chị. Cao thì mình kể cây bên đây tượng trưng nó là 13 cm ha. Cặp G28 này mình xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Hai cây nha cô chú anh chị, hai cây chỉ có 400k thôi. Hai cây này mình lực ha, mình cắt lại con sa mini cũng rất là dễ thương cho chú anh chị. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo mình lên một số hồng ngọc để cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ lên hồng ngọc rễ ống ha, cây phôi mới bứng về luôn cô chú anh chị. Đó, một cặp là chỉ có 200k thôi. G29 200k bao gồm phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Yeah. Bao ship bao sóng toàn quốc luôn cô chú anh chị ạ. À, hoành ngay vị trí cái cũ này là 23 ha cô chú anh chị. Cây anh thấy cũng có già, khá già. Hoành bên đây là 20 đó, cô chú anh chị. 200.000. Thân chính thì so sánh với cây bút lông giùm cho cô chú anh chị ạ. 200k ha, giá quá yêu thương. 200k mà đã bao gồm phí ship nữa cô chú anh chị thì một cây nó có mấy chục ngàn một bạc cô chú anh chị. Rồi, phí ship hết mấy chục rồi em ha. Dạ, phí ship là một đơn hàng gì nó khoảng từ 30 đến 40 ngàn ha, tùy theo vị trí vùng miền ha. Dạ. Yeah. Thành phố thì nó rẻ, về vùng sâu vùng xa thì nó cao hơn. Rồi, xin đổi cây. Rẻ ống đẹp luôn chú, hồng ngọc mai. Nhiều cây rất là đẹp luôn á. Rồi, mã G30 nha cô chú anh chị. Đó. Cũng 200 hay sao em? Cũng 200 luôn anh, đồng giá. Đồng giá hết hả? Dạ. Hồng Ngọc Mai đồng giá của chú ơi, 200.000 hai cây. Quá bao ship luôn, còn gì để trả giá nữa của chú anh chị. Hoành là 25. Rồi. Đây bên đây hoành chỗ đế này là 22. Rồi hào hào thân chính là 11 của chú anh chị. Rồi. Cái đây có thể lớn hơn nữa nè. 11 luôn. Tương tương đương nhau chú ơi. Dạ, 200k bao phí ship toàn quốc ha. Cho cô chú anh chị mình về cắt chơi ha. Rồi. Cắt sữa trồng chơi hoa cô chú anh chị. Hoa nó rất là đẹp cô chú anh chị. Ngọc mai hoa đẹp thơm ha. Trái nó chín màu đỏ như trái cherry vậy đó. Rồi, đổi luôn em ha. Có người kêu đây là sơ ghi Đài Loan vậy. Sơ ghi Thái. Rồi, tiếp tục G31 luôn. G31 ha cô chú anh chị. Cũng 200.000 luôn. Cái này mình có số lượng nhiều ha, mình quay tượng trưng cho cô chú anh chị thôi. Cô chú anh chị muốn mua số lượng nhiều thì liên hệ với shop với cô chú anh chị. Đây này hoành tại vị trí tổng rễ là 20. Đây này hoành cũng 21. Dạ. Yeah. Chiều cao là 20 cô chú anh chị. Rồi cũng là 200k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Đó là G31 ha cô chú anh chị. Chốt cài nhớ mã số giùm shop luôn ha. Rồi, tiếp tục em ha. Một lô như nhau thôi cô chú ơi. Dạ, nó cũng là chung tương đương nhau á. Rồi tiếp luôn. Dạ, cặp này cũng vậy luôn nè. À. Về cắt lại làm mấy cây bonsai mini. Rễ ống cao thì nó nhìn đẹp lắm chú, vô mấy chậu nhỏ nhỏ. Đó. Đây là gần 20. Đây là cũng 20, 21 luôn cô chú anh chị ạ. À. Cũng là 200.000 ha. 200. Cao bán gan tay hết cô chú anh chị ạ. À. 20 đến 30 đó chú. 32. 200.000. 200. Ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục. Đã cây luôn cô chú anh chị. Cặp cuối clip. Cuối clip hôm nay luôn cô chú anh chị ạ. À. Một cây quá đẹp. 33. Cây bên đây đẹp quá luôn chú ha. Thường thường hai một cặp hai cây là nó sẽ có một cái cây đẹp của chú anh chị để nó kèm cây kia ha. Yeah. Hoành là 22. Nó đẹp hơn thôi của chú chứ cây nào cũng chứ cây nào cũng được hết á. Cây này hoành 17 nữa là mình mua mình đã lựa sơ cái à. Là không có cây xấu ha, cây xấu mình bỏ gà. Rồi G20, nó G33. Lỗi giao lưu là 200k, bảo ship toàn quốc luôn. Rồi đây cũng là cặp cuối của clip hôm nay luôn cho chú anh chị ạ. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ha. Xin chúc sức khỏe, xin chào cô chú anh chị. Xin hẹn gặp lại các clip sau. Rồi anh chào nhận ha, cô chú yêu mến em nha, ủng hộ cho em ha chú, rất là nhiều cây để mình lựa chọn ha, số lượng thì cũng có luôn. Liên hệ qua số điện thoại trên tiêu đề hoặc trên màn hình. Con xin chào cô chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.